Bài thứ nhất, họ là ai? Tôi tên là Đặng Minh, nhưng bạn bè người Pháp gọi tôi là Daniel. Tôi là sinh viên trường trung học thương mại. Tôi mới từ Pháp trở về sau 3 tháng thực tập tại công ty Paragem. Bây giờ tôi phải viết một bài báo cáo. Do đó tôi phải nhớ lại xem 3 tháng vừa qua mình đã làm những gì. Ví dụ như tôi nhớ lại cảnh khi đến trình diện tại công ty Paragem và gặp gỡ tất cả những nhân viên có mặt hôm đó. Khi bước vào cửa, tôi nhìn thấy ngay một phụ nữ đang ngồi làm việc sau máy vi tính. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oh, vous êtes Daniel, notre stagiaire. Oui, mademoiselle. Je suis Françoise Vittel, la secrétaire. C'est Françoise Vittel, la secrétaire. Madame Leblanc, je vous présente Daniel, notre stagiaire. Enchantée, Daniel, et bienvenue. Merci. Madame. Merci, madame. Merci, madame. Excusez-moi, je suis très occupée. C'est madame Leblanc, la directrice. Nếu tôi không lầm, tức là phải nói bonjour, madame. Merci, madame. Phải bà Leblanc, bởi vì bà ấy là giám đốc. Stéphane Petitbon, Daniel. Enchanté, Daniel. Enchanté, monsieur Petitbon. Petitbon. Ah, c'est difficile. Oui, très difficile, monsieur Petitbon. Stéphane Petitbon est notre directeur administratif. Như vậy thì bà Leblanc là giám đốc. Ông Stéphane Petitbon là giám đốc hành chính, còn Françoise Vittel là thư ký. Daniel, je vous montre votre bureau. Mon bureau? Oui, votre bureau. Như thế là tôi đang ngồi trong một văn phòng, có trang bị một máy điện thoại và máy vi tính. Voici votre bureau, votre téléphone et votre micro-ordinateur. Mon bureau, mon téléphone et mon ordinateur. C'est normal, vous travaillez chez Paragem. Merci, mademoiselle. Non, Daniel. Merci, Françoise. Et à demain. Je suis Françoise Vittel, la secrétaire. Enchantée, Daniel, et bienvenue. Stéphane Petitbon, Daniel. Enchanté. Merci. Merci, madame. Merci, mademoiselle. Non, merci, Françoise. Những câu chào hỏi ban đầu trong một công ty Pháp quá là rắc rối. Lúc thì phải nói chào bà, tức là bonjour madame. Lúc phải gọi họ bằng tên. Như vậy là khi ta sử dụng từ bà, tức là madame, hoặc từ ông, tức là monsieur. Điều đó ám chỉ sự kính trọng và để giữ khoảng cách. Nói chung thì tại công ty này, mọi người đều gọi bà giám đốc là bà, tức là madame. Ngược lại, khi tôi gọi một phụ nữ trẻ là cô, tức là mademoiselle, thì cô ấy lại nhất định bắt tôi gọi bằng tên. Có lẽ để rút ngắn lại khoảng cách chăng? Nhất là khi các đồng nghiệp trong công ty không giữ những chức vụ cao nhất. Vả lại, tôi có cảm giác là trong giới thương mại, người ta thích được gọi là bà, tức là madame, hơn là gọi bằng cô, tức là mademoiselle. Từ bà mang một ý nghĩa chung chung hơn.